người ta thường nói, con gái chân yếu tay mềm, còn tôi thì ngược lại. Xin chào, tôi là Lena, 17 tuổi. Như bạn thấy đó, tôi đang mặc võ phục và chuẩn bị chiến đấu với tên nhóc tóc vàng kia. Trông cậu ta có vẻ hiếu chiến nhỉ? Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng cậu sẽ bại trận dưới tay tôi. À, chắc bạn đang thắc mắc, vì sao một đứa con gái như tôi lại đứng trên sàn võ? Vậy thì để tôi kể cho bạn nghe nhé. Tôi sinh ra trong gia đình không có định nghĩa về từ yếu. Có thể các bạn thấy tôi mảnh khảnh vậy thôi, chứ tôi khỏe lắm đấy. Tôi có thể bẻ cong hai thanh sắt cùng một lúc mà không cần dùng đến máy uốn, chỉ cần với đôi tay này. Bố tôi là lực sĩ cử tạ, ông ấy từng đạt kỷ lục Guinness về mảng nâng tạ. Còn mẹ tôi, một người khá được cánh truyền thông chú ý, bà là quán quân boxing và còn là chủ tịch của Hiệp hội Boxing Quốc tế nữa. Tôi không thể phá được kỷ lục nâng tạ của bố, cũng không thể đánh bại được mẹ. Nhưng tôi chắc chắn, trừ bố mẹ tôi ra, không một ai có thể đánh bại được tôi. Chuyện bắt đầu từ sáng hôm ấy, khi mà tôi chuyển tới trường trung học tư nhân. Tôi đã quá quen với việc chuyển trường, gặp thầy mới, bạn mới. Điều đó diễn ra thường xuyên mà. Ở trường cũ, tôi đã lỡ ném bóng vào thầy hiệu trưởng, khiến mũi của thầy bị gãy một đoạn xương. Vì vậy, bố mẹ đã cho tôi chuyển tới một thành phố mới để sinh sống và học tập. Tiếng hét to lớn cất lên sau lưng tôi khi tôi đi ngang qua sân bóng rổ của trường. Cẩn thận! Tôi quay lại và thấy một quả bóng đang bay thẳng về phía tôi. Ngay lập tức, tôi bắt lấy quả bóng và tất nhiên tôi chẳng hề hấn gì. Một chàng trai mặc đồng phục bóng rổ chạy về phía tôi. Xin lỗi cậu nha, và bắt đẹp đó. Tôi nhìn quả bóng trên tay và đưa cho cậu ta. Cậu ta đã cố bắt chuyện với tôi. Xin chào, cậu là học sinh mới à? Tớ chưa thấy cậu bao giờ. Tớ tên là Tom, còn cậu? Lena. Nói xong, tôi lạnh nhạt rời đi. Cô hiệu trưởng dẫn tôi tới lớp mới. Tôi vừa mở cánh cửa lớp ra thì tôi ướt như chuột lột. Chiếc chậu đựng nước còn rơi đụng phải đầu tôi. Tôi khỏe hơn người, nhưng đâu có nghĩa là tôi không biết đau. Là kẻ nào đã bày ra trò này vậy? Tôi chẳng có hứng thú gì với màn chào đón như thế này. Một đám nam sinh trong lớp cười ầm lên. Tôi tức giận nhìn bọn họ và tôi chắc chắn rằng chính những tên đó chính là những kẻ đã bày ra trò quỷ này. Cứ ngỡ là cô hiệu trưởng sẽ lên tiếng, nhưng nét mặt cô lạnh nhạt, thậm chí có vẻ là cô chẳng quan tâm tới cô học sinh mới vừa bị bắt nạt này. Con không được đánh nhau ở trường. Tôi nhớ tới lời mẹ tôi dặn và lập tức cơn giận của tôi dần hạ xuống. Nhưng tôi vẫn rất khó chịu trước hành động xấu xí đó. Tôi vào học như bình thường. Cô bạn mới quen, Anna, đã cho tôi mượn đồng phục thể dục của cô ấy nên tôi mới có thể ngồi học trong lớp. Tuy nhiên, tóc tôi vẫn ướt, điều này khiến tôi hết sức khó chịu. Giờ ra chơi, Anna dẫn tôi đi tham quan trường. Chúng tôi gặp lũ con trai kia trên hành lang nên tôi bảo Anna đi xa chúng, càng xa càng tốt. Một tên trong đám đó đã cố tình đi va vào tôi và cậu ta chạy thật nhanh đi. Bỗng nhiên một lát sau, Anna hét lên. Lena, tóc của cậu! Nghe thấy thế, tôi liền đưa tay lên và sờ tóc. Tóc tôi dính thứ quỷ quái gì đây? Ôi không, trông cái thứ đang dính trên tóc tôi như kiểu bột mì vậy. Tóc tôi còn đang ướt nữa. Và lúc đó, tôi nghĩ ngay đến tên vừa nãy va vào tôi. Lúc đó, trong đầu tôi chỉ có mình hắn và tôi có thể chắc chắn 70% chính là tên đó đã gây ra điều này. Tôi đi nhanh vào lớp học với vẻ mặt khó chịu. Đám nam sinh đó đang khiêng bàn vào lớp. Tôi bước đến chỗ chúng và chất vấn. Các cậu thiếu trò chơi rồi à? Mà lại đi làm cái trò hèn hạ như vậy với tôi? Một tên nam sinh cười rồi đặt tay lên vai một tên khác. Ôi, John, học sinh mới đang nói cậu kìa. Tên John nhếch miệng, sượt người vào cái bàn bên cạnh, khoanh tay nhìn tôi và nói. Vậy cậu làm gì được tôi nào? Theo phản xạ tự nhiên, tay tôi cầm vào mép bàn mà cậu ta đang dựa và chỉ bằng một tay. Tôi đã nâng được cái bàn đó lên. Cậu ta trông có vẻ hoang mang và nhanh chóng đứng thẳng người lên. Không chỉ John mà tất cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt trầm trồ. Rồi tiếng chế nhạo của John lại văng vẳng bên tai tôi. Khỏe vậy sao? Tính dọa tôi à? Đánh thắng được đội trưởng đội võ của trường đã, rồi hãng dọa tôi. Đồ học sinh mới dị hợ. Dám thách tôi sao? Được, tôi đồng ý. Và lời thách thức của John tóc vàng chính là lý do mà tôi ở đây, ở trên sàn võ này.
Anna đứng cạnh tôi với nét mặt lo lắng. Sao cậu lại nhận lời của John chứ? Oh, sao tên nhóc đó không nói nó là đội trưởng đội võ luôn đi? Đứng cùng tôi trên sàn đấu là John, cũng chính là đội trưởng đội võ. Thảo nào, tên đó dám mạnh miệng thách tôi đánh thắng đội trưởng đội võ. Đồ trẻ con. Tôi còn thấy tên đó đang nhìn tôi và cười nhếch môi nữa kìa. Anna và lũ bạn xấu tính của John rời khỏi sàn đấu khi trận thi bắt đầu. John nhìn tôi với vẻ khinh thường, rồi cậu ta cất giọng khinh bỉ. Cậu là con gái, tôi nhường cậu trước. Ai cần hắn ta nhường chứ? Không cần nhường. Tiếng còi bắt đầu trận đấu vừa vang lên, hai chúng tôi đã vào tư thế chuẩn bị như hai võ sĩ đích thực. Thế nhưng cậu ta và tôi đứng yên một chỗ không động đậy. Cả văn phòng chìm vào trong yên tĩnh. Tên xấu tính, sao còn không tấn công vậy? Tôi còn đợi cậu ra đòn cơ. Con trai đánh con gái không hay cho lắm. Trên sàn đấu, không có gì là không hay lắm. Nam nữ bình đẳng. Nếu cậu đã nói vậy thì... Rồi cậu ta nhanh chóng ra những đòn đầu tiên về phía tôi. Trông cậu ta có hiếu thắng làm sao. Đám con gái trên khán đài đang hét lên, nhưng tiếng hét đã trượt lắng xuống khi tôi đỡ được đòn tấn công bằng tay đầu tiên của cậu ta. Hơn thế, tôi chỉ đỡ bằng một tay. Điều này khiến cậu ta có vẻ ngượng ngùng. Khỏi cần nói, ai cũng biết được kết quả. Tên John hiếu thắng đã thua, và người chiến thắng là tôi. Tôi đã quật ngã cậu ta một cách dễ dàng và kẹp chặt cậu ta, không cho cậu ta có cơ hội trở mình. Sau khi kết thúc trận đấu, Anna chạy lại chỗ tôi và tỏ ra thích thú. Lena à, cậu thật tuyệt vời, nhưng những tên đó có vẻ sẽ chẳng bỏ qua cho cậu đâu. Dọa chúng thế là đủ rồi, tớ chẳng quan tâm việc chúng có gây sự không. Nhưng nếu dám động vào tớ thêm một lần nữa, thì cậu biết rồi đấy, tớ sẽ cho chúng biết tay. Tôi và Anna ngồi nói chuyện ở ghế đá trong sân trường. Bỗng nhiên, đám người John đi tới chỗ chúng tôi. John lúc này có một cái băng gầu dán trên mặt. Tôi cá, đó là vết thương tôi tặng cho hắn lúc thi đấu. Và John đã hét âm vào mặt tôi. Lena, tớ muốn làm bạn với cậu. Bầu không khí chững lại khoảng chừng 15 giây. Bỗng nhiên, một tiếng hét âm ỉ vang lên. Đó là Tom, anh chàng ở sân bóng rổ. Cậu ta chạy thật nhanh về phía chúng tôi và đứng chắn trước mặt tôi và Anna. John, cậu không được động tới hai bạn ấy. John và lũ bạn cậu ta đứng nhìn Tom. Lúc này thì thái độ của John thay đổi. Cậu ta tỏ ra rất khó chịu với Tom. Tôi cảm thấy họ sắp cãi nhau, hoặc thậm chí là đánh nhau cũng nên. Tôi nhanh chóng kéo Anna đi. Nhưng bạn nghĩ tên John sẽ buông tha cho tôi sao? Không hề. Những ngày tiếp theo, cậu ta cứ bám lấy tôi không thôi. Lena, cậu dạy tớ võ được không? Tôi không biết võ. Nhưng rõ ràng cậu đã đánh thắng tớ cơ mà. Cậu vật tớ ra sàn, còn kẹp chặt tớ nữa. Có thể là do tôi khỏe hơn cậu chăng? Đi được một đoạn, tôi thấy Tom đang đứng trước cửa lớp tôi. Cậu ta tiến lại chỗ tôi và đưa cho tôi một túi đồ ăn. Mình không biết cậu thích đồ ăn như thế nào, nên mình đã mua nhiều loại để cậu chọn. Khỏi nói thì ai cũng biết rồi, Tom thích tôi. Cậu ta không nói ra, nhưng hành động của cậu ta đủ để chứng minh điều đó. Mấy ngày hôm nay, cậu ta cứ sang lớp tôi, và đôi khi chúng tôi còn đụng phải ánh mắt của nhau nữa chứ. Không cần đâu, mình có việc bận bây giờ. Không để Tom nói thêm câu nào, tôi đã kéo John đi. So với việc tiếp xúc với một tên hot boy bóng rổ, thì tôi thà chơi với tên côn đồ John Weston còn hơn. Tôi ghét dính vào mấy thứ tình cảm vớ vẩn kia. Vì vậy, tôi không thích tiếp xúc với Tom cho lắm. Sau khi thoát khỏi Tom, tôi đã cố tình tách John ra. Vì dù gì, tôi cũng không thích phiền phức. Những ngày sau đó, bằng tất cả sự nỗ lực, John đã thuyết phục được tôi chỉ dạy cho cậu ấy. Chúng tôi thường xuyên đi với nhau từ sân thể dục, phòng thể dục tới lớp học. Chúng tôi lúc này giống hệt như hai người bạn thân vậy. Bỗng một ngày nọ, John đi học muộn. Cậu ấy bước vào lớp với vết thương cạnh khóe miệng. Cậu ấy ngồi xuống và gục mặt xuống bàn. Giờ ra chơi, tôi quay xuống hỏi John. Có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Không có gì, chỉ là đánh nhau như ngày thường thôi mà. Rõ ràng, John đang nói dối. Cậu ấy lảng tránh ánh mắt của tôi. Điều đó khiến tôi dễ dàng nhận ra cậu ấy đang nói dối. Thái độ của John rất lạ. Cậu ấy không đi cùng tôi như thường ngày. Sau giờ học cũng không tập võ với tôi. Những ngày sau đó, John dường như cố tình né tránh tôi. Tôi cũng ít tiếp xúc với John hơn. Chúng tôi chỉ gặp nhau thường xuyên trong lớp học. Nếu đụng mặt ngoài khu vực lớp học thì chúng tôi đều làm ngơ như không quen biết. Hôm nay, con trai lớp tôi được chỉ định
đi bưng đồ từ thư viện của trường xuống nhà kho. Tôi và Anna đi bộ lên thư viện xem các bạn có cần giúp đỡ không. Đi lên cầu thang, tôi bắt gặp John và con trai lớp tôi đang bê rất nhiều thùng giấy xuống dưới tầng. Họ đi ngược chiều tôi. John bê tận 4 thùng giấy. Trông có vẻ nặng. Tôi vừa nghĩ xong, 2 thùng giấy trên cùng mà John đang bê rơi xuống và tôi đã đỡ được chúng. Mấy đứa con trai đi sau John cũng dừng lại và đặt thùng giấy xuống đất để nghỉ ngơi. Cũng không nặng lắm, tôi nghĩ. John cũng nhanh chóng đặt 2 thùng giấy còn lại trên tay xuống đất, rồi cậu ấy giằng lấy 2 thùng giấy trên tay tôi. Cảm ơn. Cậu có cần giúp không? Tôi chắp 2 tay ra sau lưng và nghiêng người hỏi cậu ấy. Không cần. John từ chối sự giúp đỡ của tôi. Trong lòng tôi nổi lên cơn khó chịu và tôi cướp lấy cả 4 thùng giấy. Tự mình tôi bê 4 thùng giấy nặng mà bọn con trai ít đứa bê được xuống dưới nhà kho. Cả lũ con trai nhìn tôi bằng ánh mắt châm chô và đầy bất ngờ. John thì không, cậu ấy chẳng bất ngờ cho lắm. Sau khi buổi học kết thúc, tôi đi về nhà một mình như bình thường. Chợt nhận ra đã để quên áo khoác ở phòng thể dục, tôi nhanh chóng quay lại đó. Bước tới cửa phòng, tôi nghe thấy những tiếng động mạnh bên trong. Tao đã cảnh cáo mày, đừng có tới gần Lina cơ mà, thằng con hoang ngoài dã thú. Cảm thấy có gì đó không ổn, tôi trực tiếp đẩy tung cánh cửa và bước vào. Vì không khống chế được lực nên cánh cửa đã bị gãy và đổ sập xuống. Tôi bất ngờ nhìn lướt qua tất cả mọi người trong căn phòng này. John đang ngồi dựa lưng vào đệm nhảy. Trên mặt cậu ấy xuất hiện rất nhiều vết thương. Các cậu làm cái gì vậy? Vừa nói, tôi vừa tiến lại phía John. Lina, cậu nghe mình giải thích đã. Là John đã tấn công mình trước. Mình chỉ phản kháng thôi. Trong phòng có camera, chúng ta có thể check lại. Tất nhiên là Tom và mấy người trong phòng này chẳng hề biết đến sự tồn tại của camera. Tôi đã nghe lén được cô hiệu trưởng bí mật lắp cam trong phòng thể dục để theo dõi học sinh. Làm gì có... Mấy đứa con trai nhìn nhau vài giây, rồi chuyển hướng nhìn sang tôi. Chúng vội vã chạy nhanh về phía tôi và chìa những cánh tay dơ bẩn ra để có thể bắt được tôi. Lần này tôi né, tôi nhẹ nhàng bước ra sau chúng và đẩy một đứa ngã. Y như rằng chúng ngã. Rồi chúng đứng dậy và có ý định đánh lén tôi. Tôi nhanh chóng đưa tay ra sau và bắt được nắm đấm của một tên. Tôi quật tên đó ngã xuống trước mặt tôi. Mấy đứa con trai còn lại cũng bị tôi xử lý tương tự. Tôi nghĩ là cô hiệu trưởng vừa ngồi trên phòng quan sát cũng sắp xuống tới đây rồi đấy. Vừa dứt lời, cô hiệu trưởng cùng bảo vệ trường chạy tới và xử lý cuộc ẩu đả này. Tôi nhìn John không nói lời nào và tôi đang có ý định bỏ đi. Lina! Cảm ơn cậu. Ừ. Tom là anh trai cùng cha khác mẹ với tớ, cậu ta thích cậu đấy. Tôi biết và nhanh chóng đi khỏi chỗ đó. Tôi còn nghe thấy tiếng lí nhí mà John phát ra. Nhưng mà tớ cũng thích cậu. Sau vụ đó, chúng tôi bị gọi lên phòng hiệu trưởng và bị gọi phụ huynh. Tôi bị hạ hạnh kiểm. Còn Tom và lũ bạn của cậu ta thì bị đuổi học. Còn John là nạn nhân nên không bị sao cả. Chúng tôi trở lại cuộc sống thường nhật. John đã bắt chuyện với tôi. Chúng tôi cùng nhau học, cùng nhau chơi thể thao, cùng luyện võ. Chúng tôi đi cùng nhau mọi lúc mọi nơi. Nơi nào có tôi là nơi đó có John. Và ngược lại. Sau chuyện này, tôi mới hiểu ra thật tuyệt vời khi tôi được thừa hưởng sức mạnh của ba mẹ. Và tôi sẽ phát huy sức mạnh đó đúng thời điểm, nỗ lực và không bao giờ sợ hãi trước bất cứ thứ gì. Vì tôi là cô gái khỏe nhất, không một ai có thể đánh bại tôi.